Chiều nay ngày 29 tháng 11 tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Luật sửa đổi bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho việc phân cấp, phân quyền, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính và đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, thì luật quy định chi phí lập, công bố, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và nguồn vốn hợp tác khác. Đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dữ liệu quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi.